Rồi chưa đi nữa. Sao rồi, mình lấy nhiều đi. Này nó có cái ống nè. Có cái ống anh đột vô đi gọi điện chuyện qua cho. Đây. Cho chim bữa của mình gì đó. Quên nha con chú anh chị. À, ok ok. Mấy cái ống vậy? Bắt đầu mình thổi. Cái này nó không muốn cho mình cái bơm, mình không mua cái bơm liền. Mình phải thổi bằng cái ống. Chứ là phải thổi mà ống hút. Đó lên nó thấy không? Mà mình không có cụm dây để bột nè. Không, cái đó không cần bột em. Có dây luôn đây nè. Mình thổi cái tự mình bơm nó lại nè. Cái này mẫu của nó đúng không anh? Không, ý là em nói là có một dây chúng mình chắc à. Ủa chứ còn không có cái sợi đó chung bộ mà, không có thôi. Lên nè. Liệu thổi nè thấy không? Bạn mình cho mình không có cái bơm thì cho mình cái ống mình thổi. Thổi cái đi chưa? Còn cái ống nào hút nào cho em mượn anh. Rồi tới rồi, tới chỗ rồi. Đó, dán cái này anh. Tao không cần dán đâu. Để tự vậy. Gọi định vị qua rồi đó, gọi định vị đi. Dán rồi nó cứng này này, ok đụng tiền. Không phải bự quá biết thọt vô được hả? Dạ không có. Cái ống này bự quá biết thọt vô được. Dạ. Cái cây của anh đâu? Cái cây của anh có cây thôi biết được không, mấy anh thổi đi em ngồi đây em chỉnh điện thoại cho. Cái này hỏi cho phụ mang luôn anh. Hay chưa? À, thôi. Ủa, xem hỏi được hay vậy? Để thọt cái ống vô thổi. Thổi sao hai mắt không chữ nha. Cẩn thận nha. Tự nhiên anh kêu trước có cái này thôi hả? Nước anh mới tới mà. Này ăn bá cháy nè. Đó là cái gì? Con má heo. Cái hàm con heo. Ngon lắm hả? Em mới đó là mớ ớ. Đó, thịt nó ngon, thịt nó ngon, thịt heo. Cũng có thịt heo mà thịt chỗ này ngon. Con rút đó, ra. Thấy gì chưa hả? Rút ra lại. Ủa, em thịt mấy cái rồi. Rồi, đỏ mặt hết luôn. Thấy. Đỏ ơi, cũng đỏ. Ui, dán này được hả? Đẹp quá không? Phong có đi nữa mà. Anh đôi chân nào anh chưa tới á? Cái dây đâu ta, nó có dây mình. Anh đôi chân nào rồi? Đôi chân nào? Ở vậy nè, anh ơi, anh. Nếu mà mình ngồi đây mình mượn vậy mình căng ra bên này chút rồi đấy ra. Chút nữa xong mình gỡ. Sinh nhật của mấy anh là em mất phải lo chu đáo đàng hoàng. Chúc mừng sinh nhật. Đổ nhân nào. Gì anh? Anh ui rồi. Ê. Ủa. Giỏi chưa? Anh trai. Em xin bằng dây. Chắc không có rồi. Này có quán tập quá kìa mới có. Ha kêu hai nữa đi trên đường á mấy anh mua đi rồi tới mình treo luôn. Không biết là cọng dây cột qua đó anh, cột vô mấy cái lỗ. Chúng người năm chữ á. Cọng dây có mà phải không? Thôi ngồi lấy cái đồ dây sạc pin và điện thoại đi, lấy ra đi. Gì hết, đỏ mặt luôn hết. Ờ ngon hết. Nay đi anh đâu lỡ có tên mặn không gì đâu mất tiêu rồi à. Anh đang làm bài trắc nghiệm đấy. Anh đôi chân nào rồi? Đôi chân nào? Đôi chân nào đâu rồi? Lỡ con người tới rồi. Có con quỷ chú tiểu. Đó. Ủa, có tiểu biết đồ lắm em. Đó, chạy theo định vị. Chứ hồi nãy đi, hiện đi heo. Tiêu luôn. Mấy ai cũng xong hết rồi mà.
hết rồi phải không? Hết rồi đúng không? Đó, anh này mình hỏi cứ ngắt luôn á. À, hỏi như vậy là đỉnh là còn gì nữa. Ủa, vậy là nãy giờ hai anh em mình hỏi hết rồi hả? À. Cũng tài dữ à. Rồi hai anh em cầm lên luôn đi ha. Happy birthday. Em lấy chữ Hải. Chữ tí của anh đâu? Như vậy đúng không? Không phải vậy chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây mình đeo đây lát mình vượt tới khi dọn gấp. Đâu mà ngồi xíu làm gì dọn gấp. Hay không? Nè, mình mua cái băng keo hai mặt cái hình như đây cái dính rồi. Hôm nay mua băng keo hai mặt đi. Ừ. Cái điện điện anh Minh đó. Điện anh Minh đi anh. Ôi, dây được rồi. Dây văng qua đi dễ hơn tại vì bánh kem nặng đó. Đúng rồi, nó phải cho mình cái dây không vậy không ta. Không có dây. Nó phải hưởng hả, anh mua có dây mà. Hả, anh mua nhiều nó bán anh luôn cái bóng bơm. Ông bóng bơm riêng đó. Tại đó thì anh nó bán anh luôn cái bóng bơm nó mới cho anh dây, còn cái này anh mua ít là tự nó cho anh cái ống nhỏ tự về anh thổi nha. Không, bây giờ gọi anh Minh hay ai trên đi trên đường đó, kêu ghé tập quá mua cái dây. Nói sao? Đây, bánh kem của anh Di Minh vừa lắp. Anh ơi, nó nghe nè. Giờ ghé tập quá đâu mua giùm cái dây giùm ai căng cái này. Cái anh em YouTube cái gì đó. Đang chạy tới luôn nè. Căng cái lỗ nhét vô cái lỗ này nè. Đây giờ không có dây. Coi đâu có tập quá ghé vô anh. Cầm dây á. Dây đó đi. À dây đó cũng được nữa. Rồi dây đó được rồi. Sẽ là làm đôi á. Ồ hên quá. Sẵn đây rồi trời. Còn vô đeo lên. Tôi mất lỡ cái tay làm công việc đúng xíu. Đúng rồi, nói cái điện thoại đâu? Sẽ đây, sẽ là dài dài đó. Team của mình đến rồi, cô chú anh chị ơi. Anh đô dân nào? Có anh đô dân nào? Đổ đường nào? Đường anh trời chết luôn. Anh đổ đường nào? Lỡ đi anh đi, anh đổ đường nào ơi? Vô tình ngày sinh nhật anh có tên mới. Nó mới dưới bàn cơ. Em lại cái em hát trước đúng không? Em đứng tiên tiên nó bắn vô em. À đúng rồi, hát dặn gì. Ủa hai quán một luôn. Đi xếp qua cầu. Rồi nè, anh có căng lên không hay vậy thôi. Nè hai anh em mình xỏ cho lẹ hả? Đó, đây, qua đầu tối luôn rồi nè. Đi anh cậu ra. Không, anh phải nắm đầu này. Có mấy đâu nó hướng. Đúng không? Vậy chứ H A là I B B được không? Ừ. Rồi. Anh phải nắm đầu này. Tụt vô. Rồi. Không, anh nắm cái đầu này nè, em xỏ đầu gối vô nó mới thuận. Đúng không? Không, H là tới A nè, rồi. Nhưng bây giờ anh để qua đây trước rồi H A. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. À đó. Em lớn là ủa anh quỷ kèo hả? Làm. Bỏ xô luôn hả? Không có, quỷ tình hổn chứ đi. Tới đi ha anh. Chờ lịch hẹn là đúng không? Rồi, em cứ xỏ đi để anh. Vô bàn ngồi đi mấy anh mấy chị. Mấy anh kia mấy chị cứ tự nhiên đi. Cứ tự nhiên đi. Lắp mình treo ngang qua nha. Đúng rồi, hai hàng dài ra đi. Các anh em tôi mua bánh kem này không? Chuẩn bị đúng không? Làm rất là nhanh đó. Lấy có từng dụng cụ nè. Vậy vậy vậy. Nhớ nhớ cho Happy Birthday nha. Đây nè, em nếu em không biết tiếng Anh thì đọc ở đây nè. Đây nè, em nhìn đây nè. Rồi. Có nhìn cái chữ này nè. Bây giờ. H A chữ B B chữ Y. Hai bàn đủ không em? Hả? Hai bàn đủ không? Thì kéo một bàn kia nữa. Cái bàn nữa. Nếu thêm một bàn nữa, không đủ đâu. Nước thêm một bàn nữa. Rồi mình ngồi cho đẹp đi, sao buồn thế vậy? Ngồi đi là kiếm món. Tại tôi đang ảnh có tay làm cho sống cả. Hai mẹ con tiêu mà nó ở lại rồi. Ở lại đi ha. Nó coi chữ cho em. Sao rồi? Nó đi thôi. Bây giờ tiên rồi. Đừng có nước, từ từ. Tôi đang làm bài tiếng Việt. Đúng rồi. Đúng rồi.
Đây này chị Nhi ở đây ha. Đó, mình biết tiếng Anh mình đâu á. Nè, mình giờ đưa đây nha, giữ bon luôn nè. Có bàn cao hơn hả? Cao hơn. Có bàn cao hơn cái. Anh em nào mà xỏ chữ này là lát ăn nhiều nhất nha. Tại tốn sức năng lượng. Ghi dấu, ghi dấu. Ghi dấu, ghi dấu, ghi dấu của mình đó mọi người. Nói vậy luôn chứ sao đúng rồi. Hồi nãy anh lồn sao? Quay ngược lại, cái chữ ta đọc gì mà. Đó. Đọc đi qua. Đừng có bể như cô chú bữa nha. Mình chắc dạy nhà chở phu nhân vậy không nằm dài đúng không? Em kêu đi Phương, anh lỡ cái tay anh cho nó xong anh còn một tiếng nữa anh không gì cả, nửa tiếng không gì cả. Kêu là có ba thằng không? Anh nói là có đông không? Bên này nè. Bên này làm cái gì? Để cho cậu ngồi đi. Tìm nó cái gì đó. Trời đất ơi. Không cho nó ngồi đây. Cái này đi. Để nó ngồi, để nó đợi ngồi, cho nó ngồi đi. Có, bên đó nó ngồi. À, bên đó nó ngồi của mình đó. Hảo, lần này con không có ái nha. Ngồi ngon lành nha. Rồi mở vô. Mình lẹ lên. Mình vô một khẩu tay mình á. Cái mình rồi. Mình phải hỏi cái này hết rồi, tắt rồi. Rồi ai đó là xung quanh nha cô chú chị. Đó. 093 hả? 03. Chị Bích là đang nhìn thực đơn nè. Anh Áo Vàng là đang gọi món nè. Đây có cá gì nữa không? Ờ, mà khẩu đó, mà khẩu tay mình về mình nhớ không khẩu 10 đi chứ cái gì đó. Rồi kéo ra đi em. Rồi, em đi qua đây, em đi qua đây. Con ngang đây, con ngang đây, con ngang đây. Chốt chó chuẩn bị chạy nè. Rồi sao kỳ vậy? Cô vô máy xong đúng thì khô vậy. Chữ mày nhảy vô làm chứ. Tôi đang lỡ cái tay tôi làm bài tiết kiệm cơ. Nó không đi làm được. Tôi phải chạy nha, tôi muốn kêu mà. Tôi đừng gánh tay cho tôi nghỉ xong nữa. Rồi, anh phụ là cái nhà bên này cái này cái rồi. Rồi. Đâu ạ? Có rồi anh em. Rồi. Ủa? 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 Ủa
cũng gì vậy, một mình lắm thì anh cũng vậy đó. Ừ. Lắm. Bất cho còn kia có mặt khẩu cho có cái mặt lên vô đâu. Có, bên này có lớn này rồi. Mình vừa thấy nó ngược ngựa rồi kìa. Phải không? Đâu ra mà ngược. Đúng rồi. Kéo cái dây qua đây xíu. Công trình thế kỷ đã hoàn thành. Còn nhân vật chính là chưa xuất hiện ha. Quá đẹp luôn. Không, anh đừng có chỉnh nữa, trong gió tội nó bài không vậy. Đó, gió tội nó bài. Nhưng mà vô khung hình thì nó đều rồi. Được mà đúng không? Đẹp rồi. Vô đẹp mà. Vô khung hình rồi, chuẩn bị hát bài hấp bay bên đây nha. Chủ nhân đâu? Nhân hả? Đang chưa đang lướt phu nhân đồ với con cái đâu ra nữa. Phu nhân hoàng tử công chúa gì không ba. Thì ta kết thúc video đây nha cô chú. Rồi tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc, cô chú anh chị. Tiếp nữa là Tiên sẽ cập nhật tiếp tình hình sinh nhật của anh Di Minh ha. Và bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ha.